mọi người cái bản sim ghép dành riêng cho XS, XR và XS Max. Thì thực ra nó là một cái sim ghép bản đồng bình thường giống như mấy cái sim ghép trước giờ mình xài thôi. Nhưng mà tại sao nó lại được thiết kế riêng dành cho XS Max? Tại vì cái sim XS Max là nó lệch ngược lên trên ở đây. Ví dụ cái sim thường đúng không? Nó nằm ốp như vậy. Để sim như vậy rất là dễ dàng rồi. Để sim bỏ sim vô máy thôi. Nè. Nhưng mà đối với máy XS Max, XR và XS thì cái sim nó lệch ngược như vậy. Nó lệch ngửa lên lại. Dù khi mình để sim ngửa lên thì nó không có cái gì để bám hết. Đó, để xuống rất là lỏng lẻo nè. Ok chưa? Thì hiện tại bên mình có về một cái sim ghép thiết kế riêng. Mình không phải dùng cái sim ghép đời cũ để dán keo nữa. Đó. Ở đây nó có là một cái bản ni lông riêng để cố định cái sim. Đây mình sẽ bóc ra một cái thử cho anh em coi nha. Đó. Cái bản sim như vậy. Nó gồm một cái bản sim đồng cũ này. Một cái lớp ni lông riêng. Thì khi mình gắn sao sim ngược lên trên vậy đúng không? Mình để theo hướng như vậy. Đó, như cũ thôi. Nè. Cái này thì bẻ xuống dưới. Dưới này, dưới sim này. Để cố định cái sim á. Thấy chưa? Vừa trên vừa dưới luôn. Khi gắn vô nó sẽ không bị bung. Ở đây mình sẽ bỏ vô cái khung sim cho anh em coi. Đó, ví dụ như cái khung sim như vậy, mình sẽ bỏ cái này sim lệch ngược lên trên nè. Đó, rồi cái này mình sẽ để như vậy là cái sim đút vô đút ra thoải mái, cố định, không có bị, không cần phải dán keo luôn. Thì cái sim đời mới này bên mình đang bán giá nó không chênh lệch bao nhiêu so với cái sim bản đồng cũ dành cho các thiết bị từ iPhone X trở xuống. Nếu có nhu cầu mua số lượng hoặc là mua lẻ thì bên mình cũng bán luôn. Liên hệ phụ kiện ba miền. Cảm ơn mọi người xem video.